Mà khi đã bị oxy hóa rồi thì bản thân của chúng nó sẽ trở thành một cái chất có tính độc. Nên sử dụng vitamin C vào buổi tối hay là buổi sáng thì sẽ tốt hơn? Hay là chúng mình có thể sử dụng vitamin C vào buổi tối và buổi sáng luôn? Vitamin C là một cái thành phần dưỡng da hiệu quả. Ngoài cái việc em nói là một cái thành phần chống oxy hóa thì em nó cũng có thể giúp cho da của chúng mình thúc đẩy sản sinh collagen, làm mờ vết thâm, góp phần bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Vitamin C đã được chứng minh là khi mà kết hợp với lại kem chống nắng khi mà chúng mình sử dụng ban ngày thì nó sẽ tăng cái khả năng bảo vệ da của chúng mình khỏi tia UV. Điều này có nghĩa là chúng mình có thể sử dụng vitamin C vào ban ngày không sao cả. Bên cạnh đó thì bản thân vitamin C nó là một thành phần chống oxy hóa, vậy nên nó sẽ giúp bảo vệ da của chúng mình khỏi những cái tác nhân bên ngoài giống như là ô nhiễm, bụi bẩn hay là những cái độc tố ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính. Là một thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ, nhưng bản thân vitamin C nó là một thành phần rất là dễ bị oxy hóa. Và tất cả những cái thành phần mà khi đã bị oxy hóa rồi thì bản thân của chúng nó sẽ trở thành một cái chất có tính độc. Và thì nói đến đây á thì chúng mình cũng có thể rút ra một bài học. Nếu như chúng mình sử dụng vitamin C vào ban ngày thì sau đây sẽ là những cái điều mà chúng mình nên lưu ý. Thứ nhất là chúng mình sẽ tránh sử dụng những cái loại vitamin C tinh khiết mà thay vào đó sẽ là dẫn xuất vitamin C, bởi vì những cái dẫn xuất hiện đại á, nó sẽ giúp cho vitamin C nó ổn định hơn trên da. Thứ hai đó chính là chúng mình không nên sử dụng những cái sản phẩm có chứa nồng độ vitamin C nó quá là cao. Theo Lucia nghĩ nha, dùng vào ban ngày thì cái nồng độ 10% vitamin C theo mình cũng đã là cao rồi, chứ đừng nói là những cái sản phẩm có chứa trên 20%. Thì nếu như bạn có những cái sản phẩm này thì bạn hoàn toàn có thể mix với lại kem dưỡng nè, lotion để mà giảm cái nồng độ vitamin C xuống. Các bạn biết không, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin C có thể dự trữ trong cái lớp biểu bì trên da của chúng mình trong khoảng từ 8 đến 24 giờ. Theo Lisa nghĩ nha, tốt nhất chúng mình nên sử dụng vitamin C vào buổi tối, vì trong cái khoảng thời gian này, khoảng thời gian vàng để chúng mình có thể cung cấp những cái dưỡng chất cho da. Cái câu hỏi thứ hai mà Lisa nhận được đó chính là chúng mình có thể sử dụng vitamin C vào buổi sáng và buổi tối luôn được hay không? Thì thật sự là nó còn tùy thuộc vào cái sản phẩm vitamin C mà các bạn sử dụng. Theo Lucia nghĩ thì cái điều này nó thật sự không mấy là cần thiết. Lucia chỉ mong rằng các bạn sẽ nhớ những cái lưu ý sau đây, đó chính là việc sử dụng vitamin C quá liều lượng khi mà da của chúng mình nó không hấp thụ hết thì vitamin C nó sẽ bị oxy hóa ngay trên bề mặt da của chúng mình. Cái điều này nó sẽ khiến đến cái việc là da của chúng mình nó sẽ bị sạm đi, và không phải là rửa mặt đi thì nó sẽ hết cái sạm này nha mọi người. Tuy nhiên thì nó sẽ không thấm sâu vào trong da đâu, da của mình nó sẽ luôn tái tạo. Thì nếu như chúng mình lấy đi được cái lớp sừng đó đi á thì da của mình nó sẽ sáng trở lại. Nhưng tất nhiên là nếu như mà các bạn cứ sử dụng vitamin C đó quá liều thì dù có thay da mới thì cái lớp sừng đó nó sẽ vẫn bị sạm ha. Vitamin C sử dụng vào ban ngày thì Lusa cảm thấy ưng ý nhất cái em serum của nhà Kiehl's, bởi vì cái cảm giác trên da của các bạn này nó vô cùng nhẹ mặt, thoải mái. Khi mà ráo trên da thì nó sẽ có một cái lớp ẩm vô cùng nhẹ nha. Khả năng làm sáng da của em này sẽ rất là tốt luôn nha mọi người. Khoảng tầm 10 ngày đổ đi thì các bạn sẽ nhìn thấy là da của các bạn nó sẽ bắt đầu được cải thiện. Hy vọng rằng cái video này có thể giúp ích được cho các bạn nghe.